thích cảnh sống khổ vì xiềng xích, voi ở vườn thú Hà Nội thoải mái gãi chân. Ngày 18 tháng 8, sau thời gian dài sống khổ với xiềng xích ở vườn thú Hà Nội, hai cá thể voi đã được tự do đi lại trong khuôn viên chủ nuôi. Những ý kiến của tổ chức động vật châu Á cũng như dư luận đã giúp cởi trói cho hai chú voi và giúp chúng trở về gần hơn với tự nhiên. Ông Lê Sĩ Dũng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vườn thú Hà Nội Công viên Thủ Lệ cho biết, sau khi thay thế hàng rào bị hỏng trong chuồng voi, từ hôm qua 17 tháng 8, hai con voi Ba Năng và Thái đã được tháo xích chân. Chúng tôi đã mua thiết bị xung điện hàng rào mới để thay thế thiết bị cũ đã hỏng. Trước đó, do hàng rào này bị hỏng nên vườn thú đã phải xích chân voi tạm thời để bảo đảm an toàn cho cả voi lẫn nhân viên chăm sóc. Về nguyên tắc hoạt động, hàng rào xung điện sẽ gây tê và khiến voi tránh xa khỏi rào, ông Dũng nói. Lãnh đạo vườn thú Hà Nội tiết lộ, sau gần 2 ngày được tháo xích, qua theo dõi hai cá thể voi tại vườn thú thích nghi rất nhanh bởi đã quen với không gian sống tại đây. Kể cả khi chúng lại gần hàng rào, đứng cạnh nhau chúng cũng không xung đột, gây hấn. Theo quản tượng, sau khi được tháo bỏ dây xích, hai cá thể voi hoạt động linh hoạt hơn và chúng bắt đầu có những biểu hiện tự nhiên như gãi chân, chơi đùa với quản tượng và du khách.